Chúa theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 tới câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đến đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay nhắc đến một căn bệnh mà ở Việt Nam chúng ta, người Bắc gọi là bệnh hủi, người Trung gọi là bệnh phong, còn người miền Nam gọi là bệnh cùi. Đây là một căn bệnh dễ lây lan và nan y vào thời đó. Xã hội Do Thái thời xưa coi người mắc bệnh này là hình ảnh điển hình của tội lỗi. Vì thế, khi Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong, trong đó có cả một người dân ngoại, cho thấy ơn cứu độ của người mang đến hết cho thảy mọi người, cả người có đạo cũng như lương dân, nhất là người khốn cùng, tội lỗi. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Người ấy lại là một lương dân. Vâng, ở các nơi hành hương, chúng ta nhận thấy không thiếu những lương dân chạy đến cầu xin, tạ ơn. So với các Kitô hữu, thì cách nào đó người lương dân là một người ngoại, nhưng cung cách của họ thể hiện lòng thành tín, có thể sánh vai với người đạo gốc, cho nên không thiếu ơn lành của Chúa đến cho họ. Trong 10 người mà đoạn tin mừng nhắc tới, chỉ mỗi người lương dân chạy đến với Chúa, nên người ấy còn được Chúa chữa lành tâm hồn khi nói với anh: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lòng tin hệ tại ở việc nhận biết mình được Thiên Chúa cứu chữa. Vì thế, biết ngọn nguồn mà tạ ơn, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn người. Cũng vì điều ấy, người phong còn được chữa lành không những bệnh tật thể xác, mà còn được gột rửa phần hồn. Đó cũng là thao thức mà Chúa muốn đem tin mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức sứ mệnh loan báo tin mừng, để ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận biết họ được Thiên Chúa xót thương và cứu chuộc, để cùng cộng đoàn Kitô giáo họ được cất chung lời cảm tạ.